7 giờ được không? Đi ba. Nhanh lên, nhanh lên. Ủa mình leo chùa núi được mà. Lắm mà như chùa núi là sụi lơ luôn hả? Đi leo núi mà người ta đi 4-6 mình 6 giờ sáng mình leo núi rồi còn leo người ta chứ. Ủa 12 trận hả? 12 trận. Còn 3 trận nữa chứ mấy. Đi về chân rồi, đi không mệt. Đâu ra lên rồi nó có cái chuyện mà không biết nè. Chưa à, không anh lên tới chuyện 12 đâu. Trời. Chết con mệt mỏi lắm rồi. Cố lên con nhé, mẹ chờ ở đây. Mệt quá rồi. Đây, đi lên. Đi lên đây chụp. Khu vực vui chơi dã ngoại, giữ vệ sinh chung.
đánh cho em im. Đỡ đỡ liệu làm lại luôn. Không biết làm lại. Ủa, không thấy nữa. Mình dịch chuyển ấy, Chuồng đây có đá cao ngồi chụp hình này. Ở ngay chỗ đó có đá mỏm ra nè. Nãy em đi qua chưa thấy cái mỏm á. Trời ơi, rác bác. Ở trên kia một xíu nữa đẹp lắm rồi. À đó. Đây tiếp đi lên đó tiếp. Wow. Đó ở đây chụp đẹp này. Đó, ngồi mỏm đây chụp cũng đẹp này. Đây chẳng đây mà. Lên đây mà chưa chưa chụp trên đây.